Vâng, mến chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Hoàng Anh Âm Thanh. Đúng là chúng ta có đồ chơi nhưng cũng sẽ không bằng cách chơi các bác ạ. Và trong video ngày hôm nay thì em sẽ biến những cái cặp loa Kolum vốn dĩ rất là nhỏ bé, 4 bát 10 cm, một chép neo. Thường thường thì mọi người hay để trong nhà chúng ta nghe nhạc bật kết hợp cùng với những cái dòng loa Nhật, loa Mỹ, anh em hát karaoke. Nếu thực ra chúng ta mà khai thác tốt ở trên những cặp loa này, chỉ cần một cặp thôi các bác nhé, anh em hoàn toàn có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, rất là tuyệt vời. Thì cũng để trả lời một số câu hỏi rất là nhiều anh em làm ở trong cái không gian hội trường ấy, thì anh em bảo rằng là bây giờ em muốn chơi 3 cặp, 2 cặp hoặc là 3 cặp, liệu có tiếng có to bằng loa full hay không? Thì câu trả lời của em là còn hơn và rất là hay các bác nhá. Hơn và rất là hay. Đó, hiện tại thì em cũng đang gọi là chế kỹ năng tay nghề về cơ khí của em không có, cho nên em đang phải dùng những cái thanh ghép, thanh lắp ghép hoàn toàn bằng vít vì em không có hàn có xì được, và đang cầu 3 quả với nhau và đấu theo hình thức là đấu nối tiếp các bác nhá, để cái trở kháng nó ổn định cho con đẩy nó chơi. Vì là đẩy 4 kênh thì hiện tại là em cũng không còn những con đẩy nhỏ. Đó, cho nên là em vẫn đang phải sử dụng con FP10000Q. Con này thì mọi người biết rồi, class TD, công suất trên 1000 một kênh rồi. Tuy nhiên thì anh em hoàn toàn yên tâm bởi vì chúng ta có vang số để chúng ta xử lý các bác nhá. Và tất nhiên một cái món không thể thiếu đó là một quả súp, dù súp hơi hay là súp điện đều được. Nó tùy vào không gian, ví dụ anh em mà chơi không gian hội trường rộng lớn, anh em chơi ở ngoài trời thì chúng ta cần những cái con súp nó lớn các bác nhá. Và đó chính là quả súp hơi CF bát 50 từ 2 con 100, và đây là dạng súp hầm đánh rất là hay. Thì trước khi đi vào những cái bản test chính thức thì em sẽ review lại về cái cấu tạo của cái dòng loa Kolum này các bác nhá. Đầu tiên thì về cái chất thùng của nó thì nó 100% nó là thùng nhôm nguyên khối đó các bác nhá. Nó cũng giống như là trên những cái dòng loa TQ5 ấy. Đó, vỏ nhôm hoàn toàn. Lưới thương hiệu của Hi-Fi Music. Thương hiệu này thì nó được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Đó, hàng bãi tàu thì em cứ nói là bãi tàu, và chất lượng nó phải quá tuyệt vời luôn. Cũng giống như là TQ5, Q7, nó được trang bị là 4 bát toàn giải, một chép neo các bác nhá, một chép 500 từ neo. Tiếng rất là sáng, hay. Và cái độ chịu đòn của dòng loa Hi-Fi Music này là đẳng cấp, em nói thẳng luôn. Chơi cực kỳ sướng luôn, kể cả anh em chơi một mình nó ở không gian trong nhà. Mặc dù cái giải bát nó cắt từ 80 Hz trở xuống, có nghĩa là từ 80 là không có các bác nhá. Nhưng mà cái tiếng bát của dòng loa này anh em nghe nó vẫn rất là chuẩn chỉnh, chứ không phải là giống như là những cái dòng loa mà họ ghi là cắt từ 40 xuống 40 xuống 50, thực ra là không phải, đó là công suất ảo, còn đây là công suất thực và chúng ta vẫn nghe cái tiếng bát rất là dễ chịu. Đó. Một chiếc vang số Shiso VS360 và tất nhiên là một bộ mic Biovia. Về thông số kỹ thuật nó đây, nó sẽ in trên một cái nắp như này các bác nhá. Đó. Quả loa này nó sẽ gồm có hai cái nắp, nắp trên nắp dưới đây lại như này. Hi-Fi Music thương hiệu con Thiên Nga. Đó, ở phần trên phần dưới nó đều có cái thương hiệu của Hi-Fi các bác nhá. Ở cái phần big nắp này ấy, thì nó sẽ dập chìm. Đó, logo thương hiệu hình con Thiên Nga như này. Model C9044, tần số đáp ứng là từ 80 cho đến 19k. Công suất max là 400W trở kháng 8 ohm, Hi-Fi Acoustic.inc. Đây là trang web của hãng nhá. Và cấu tạo của loa như em có nói. Thùng nó là thùng nhôm và đằng sau nó là có một cái dây sẵn ra rồi. Cái này thì người ta cắt luôn các bác nhá, cắt đâu đó cũng được mấy chục cm ấy, thì anh em về anh em có thể là mọi người đấu trực tiếp vào luôn nhá. Và đây, 4 bát nó đây các bác. Bát của nó là 4 bát toàn giải màng nhựa gân cao su. Đấy, cái này thì em cũng đang hơi vội nên là chưa có lau chùi nhá, còn nó thực sự nó còn rất là đẹp và mới các bác ạ. Đấy. Nó còn thực sự rất là đẹp và mới luôn. Gân màng này là màng nhựa nhá, và gân là gân cao su, độ chịu đòn cực kỳ kinh điển luôn. Cái giải cao nó phải nói là đẳng cấp các bác ạ. Riêng cái giải cao của dòng loa này nó đẳng cấp và nó còn hay hơn cả là TQ5, Q7. Trong khi cái độ chịu đòn của nó mạnh hơn rất là nhiều các bác nhá. Anh em chơi tẹt bô hát hò thoải mái trên cái dòng loa này mà anh em không có sợ bị cháy bát, bởi vì riêng dòng TQ5, Q7 nó phải đi cùng cái com lê, có nghĩa là nó sẽ đi cùng với lại cái súp S218 hoặc là S18 gì đó để nó chơi ở công suất vừa phải và chỉ để nghe bật nhạc du dương. Còn nếu mà muốn hát thì chúng ta lại phải can thiệp rất là nhiều, bởi vì cái dòng TQ5, Q7 thì nó lại sử dụng của bát của nó chỉ có bát 4 thôi, bát 4 và xương nó là xương nhựa các bác nhá. Đó, 4 bát như này và nó sẽ đấu nối tiếp trở kháng 8 ohm, rất là tiện lợi các bác nhá. Đó, đây này, cái bát nào cũng đang rất là đẹp luôn, bích 7 màu luôn các bác ạ. Và logo hình con Thiên Nga đây của Hi-Fi các bác nhá. Đó, 4 bát, một tép, và tép này là tép 500 từ neo. Về phân tần của nó cũng rất đơn giản. Đó, một cuộn cán, một con tụ bát. Các bác nhá, một con tụ bát, một con tụ chép, xong.
và cái tiếng của nó là đỉnh. Thì về review chi tiết tổng thể thì em sẽ có một cái clip sau để đo thực tế các bác nhá. Còn về chiều cao của nó là 64 cm, chiều ngang 14 cm, hôm trước thì em cũng có đo sơ qua rồi. Thì bây giờ xin mời các bác cùng cảm nhận cái âm thanh của dòng loa này ở không gian ngoài trời các bác nhá. Đầu tiên là mọi người nghe tiếng mic. Đấy, em alo tiếng mic trước để mọi người nghe xem là nó như thế nào nhá. Lịch 1 2 6 7. Lịch 1 2 3. Tôi đưa tôi ra đầu làng, một mình ba đôi cả trời nắng to. Tiếng cực kỳ đẳng cấp các bác nha. Tiếng rất là hay luôn. Đấy, về tiếng mic dây dặn đẳng cấp. Anh em nghe hát nó rất là bay. Loa full chưa là cái gì đâu ạ. Và tất nhiên sẽ không thể thiếu được những cái bản test nhạc. Đầu tiên là em sẽ test những cái bản này. Em sẽ test một cái bản nhạc thường thường nó nằm ở cái dãy cao về acoustic. Sau đó thì em sẽ test một cái bản Vinahouse để mọi người cảm nhận xem ở không gian ngoài trời nó đánh mạnh như thế nào nha. Đây em đang để tất cả công suất của con FP10000Q này, em đang để maximum nha. Căng lên. Đấy, xin mời các bác. Và sẽ đi một khoảng cách xa để mọi người cảm nhận. Bởi vì con này nó đánh xa lắm, đánh rất là xa và hay luôn các bác nhá. Rất là rõ lời. Yêu nhau cho đớn đau hằn sâu trong thịt da, có những vết thương còn đầy lại đời ta. Dày vò theo tháng ngày, ôm ấp cuộc tình. Cuộc tình buồn vì ngày đó người đi. Ôi bao năm tháng yêu gần bên nhau rồi xa. Có những lúc em buồn một mình đợi anh, đợi người đi chẳng về, quên mất câu thề. Bỏ lại đây tình ta còn đang rõ xa. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thoáng, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa. Vì nụ hôn còn thiếu giờ thầm che trong em. Yêu hai gieo khổ đắng giờ ta xa lìa nhau. Trời để lại niềm đau, người đã xa khuất rồi ta vẫn mong chờ. Chờ gì đây người ơi, chuyện tình ta vỡ tan. Giữa bóng tối em ngồi đây buồn khói thuốc, giữa những nỗi đau còn đang kêu than trong hồn em cho đời xót xa vì nụ hôn còn thiết tha. Rồi ok, vừa rồi là một bản test đúng sở trường, đúng sở trường của dòng loa này. Nó nằm ở những cái dải cao, những cái dòng acoustic.
anh em nghe thực sự rất là bén. Cái tiếng ca sĩ cái nó rất là đẹp, các bạn nhá, nghe nó rõ ràng, nó rất là bén. Và bây giờ thì em sẽ cho mọi người nghe test một bản Vinahouse. Mặc dù là bán quyền nhưng mà em phải chấp nhận thôi nhá. Đó, Vinahouse cho mọi người nghe xem là ở ngoài trời nó đánh nó có hơn loa full không. Và anh em hỏi rằng nó có bằng full 30 không, em xin lỗi các bác. Chưa là một cái gì với nó hết. Đó, bây giờ xin mời các bác cùng nghe nhá. Đây, để em bật lên cho nó tưng bừng. Mọi người đeo tai nghe vào. Bật căng đét lên. YouTube Premium là trải nghiệm xem YouTube không quảng cáo và cho phép truy cập độc quyền mọi tính năng. Anh thơ bơ kỳ đi, bơ kỳ đi, anh thơ bơ kỳ đi. Ok các bác, chỉ cần vậy là mọi người nghe được là nó chất lượng như nào không ạ? Nó đánh ở không gian ngoài trời, đánh có thể là mọi người nghe qua điện thoại hoặc mọi người nghe qua tai nghe thì nó chỉ ở một mức độ nào đó. Nhưng mà cái khả năng, cái độ phủ của nó rất là xa, các bác nhá, đánh rất là xa. Bởi vì là bản thân cái dòng loa hai vai này nó thiết kế là dạng thùng máng, các bác nhá. Kể cả anh em bật nho nhỏ du dương trong nhà thôi, anh em ra ngoài, anh em ra đến ngoài vườn, anh em đi xa một chút, anh em nghe cái lời nó rất là bay bổng. Mọi người phải nhớ, nó rất là bay bổng, rất là hay các bạn nhá. Và với mỗi một cặp loa Column của hãng Hi-Fi thùng nhôm gân vải màng nhựa, cửa hàng nó bán ra với giá chỉ 3.500.000 đồng. Và em xin nhắc lại một lần nữa, hai cặp hoặc ba cặp loa Hi-Fi anh em kết hợp cùng nó sẽ rơi vào tầm khoảng 17-18 kg cho mỗi một bên nhá. Vì mỗi một thùng nó sẽ rơi vào tầm 5-6 kg gì đó, nhẹ gọn nhẹ hơn, hay hơn, các bạn nhá, hay hơn. Và nó chắc chắn là hiệu quả hơn loa full rất là nhiều, đặc biệt là cái âm thanh của nó rất là sướng các bạn nhá. Thì anh em đang có nhu cầu, vui lòng liên hệ trực tiếp với bàn âm thanh số điện thoại 0908 913171. Một lần nữa xin kính chào và hẹn gặp các bác ở những video tiếp theo.